Rồi quý vị ơi, hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm nhâm dần, đó là trước ngày đại lễ 18 tháng 5 đó quý vị. Giờ cũng là bữa nay là ngày 15 tây tháng 6 năm 2022, là ngày 17 âm lịch tháng 5 năm nhâm dần. Ngày mai là ngày 18 tháng 5 là ngày đại lễ, bữa nay là buổi chiều rồi. Giấc này là 18 giờ 30 phút rồi quý vị. Và đây là cái trước cái quang cảnh buổi là ra quang cảnh buổi chiều tối nè quý vị. Đây. Buổi tối của ngày 17 đây. Là sáng mai là chánh đại lễ đó quý vị. Bây giờ mình ghi hình trước ở cái cổng cho quý vị xem nha. Ở trong kia thì đang các đồng đạo đang ngâm giảng đó quý vị. Và quý vị thấy xe nè. Buổi sáng thì xe đậu ở trong, còn giấc này mát, xe đậu ra ngoài quý vị. Đây là cái cổng. Đây là cái cầu ở bên trước nè quý vị. Hồi sáng mình có ghi hình rồi. Thì bây giờ mình ghi hình buổi tối cho quý vị xem có lạ không. Đẹp à. Nói chung là cái mặt bằng ở đây rất là rộng luôn. Tại vì như mình nói hồi lúc cái clip đầu tiên là tại sao ban trị sự không nằm bên cái thị trấn bên quốc lộ 80 mà lại nằm bên cái lộ nông thôn. Tại vì cái quỹ đất bên này rất là rộng quý vị. Nói chung là rất là ấm cúng luôn. Ở quê thì quê nhưng mà lễ bây giờ thì tổ chức rất là đông đúc luôn. Ở trong này quý vị thấy nè, xe xe cũng đây văng văng ở trên nè. Đây sắc màu thì mình thấy sắc màu. Yeah.
ở đây phía trong sao mình nhìn ra nè quý vị. Ban trị sự thị trấn Bình Thạnh nha. Hồi sáng mình có ghi hình rồi. Đi nào? Mới đi luôn hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là sao là nghe đó có năng suất tăng gì hết. Đây cái gì qua khách? Con khách nơi chiều nay có lâu. Rất là đông quý vị. Hả? À, bây giờ mình trở ra cũng đó, bây giờ là chuẩn bị lên cúng rồi. Đây, đây là cái bộ phận mà chảy cái tấm bằng mà đứng cúng. Qua đây nào mới. Mình đi lùi luôn bây giờ. Chiều nay đông quá hay gì vậy? Ừ. Bởi vậy á là cảm nhận nó vui á. Dạ. Cái ban trị sự này nó hút dân dạ. Cưng ơi. Chợ đâu? Vậy mình hồi đó nhỏ nay cũng có mặt. Đông mà thấy úng ấm cúng hả bà? Hôm đó giờ đây hình như đắp đầu đâu ơi. Dạ. Bây giờ mình mới có mặt có này đó. Bà ơi, năm nay có lớn hơn năm rồi không bà? Đông hơn năm rồi không? Này là người chị chắc năm nay ít hơn năm rồi quá à. Ít hơn hả? Ừ, ít hơn. Dạ. Có năm rồi nhiều hơn. Năm rồi nhiều hơn hả? Dạ. Năm rồi nhiều hơn. Xin kính mời gửi đồng đạo nam á, chúng ta ngồi vô tâm như này, chúng ta ngồi còn để đại diện một số chút xíu là chúng ta lại cố lại thôi, còn như chúng ta chỉnh lễ mời quý vị vào trong này. Thank you.
gió quá bây giờ. Quạt gió nó ù ù quá. Ủa trẻ hả? Trẻ hả? Năm trẻ hả? Dài ốc ngắn gì vô cũng được hết trơn, ăn nuôi tấm lòng thôi. Ồ, lấy đạo thật. Mở dép mày đi luôn đi. Mở dép nha. Quý vị vô trong này còn người nào nãy không? Đứng lại. Lấy xéo nè. 19 giờ cầu Quốc Thánh Liên An. 19 giờ 30 thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Sau thuyết giảng dùng cháo bia và tiếp tục đọc sách giảng thi văn giáo lý đến 22 giờ là nghỉ đêm. Nhà tháng ngày mai 18 tháng 5 vào lúc 7 giờ 30 là phần khai mạc hành chánh lễ. Để thôi quý vị ơi, chứ không hết. Xin báo đến toàn thể sư quý đồng đạo tranh thủ đến tham dự đông đủ, góp phần cho buổi lễ long trọng và thành công tốt đẹp. Xin nhắc lên, bây giờ Lê cho quý vị thấy ngày mai có nhiều quan khách đảng chính quyền của huyện tới tham dự hoàn thành chánh lễ. Để đề nghị quý đồng đạo đi dự nhớ đeo khẩu trang để tuân thủ tinh thần phòng ngừa dịch bệnh
xin trân trọng cảm ơn. Chỉ lấy một lúc xẻo thôi. Và sau đây để bắt đầu cầu quốc tế Thái Lan, chúng tôi mời các vị ban trị sự sẽ đại diện đứng trước bàn thượng đài để chúng ta cầu nguyện, và sau đó chúng ta sẽ lại. Còn những đồng đạo không có gì đi lại được thì chúng ta đứng để lễ. Và đây là phần nghi thức tôn giáo. Kính mời toàn thể quý vị đứng lên. Viên trang hướng về lễ đài để chúng ta làm lễ nghi thức tôn giáo. Hướng về bàn của quyền Phật tổ xá ba xá. Hướng về ngôi tâm hảo và chân dung đức thầy xá ba xá. Xin chúc mời quý vị quay ra bàn không thiên. Chắp tay lên sáng xá ba xá. Phần sẽ để ba ngôi thờ tôn kính ra sông. Sau đây là phần chính thức đầu quốc tế Thái Lan. Xin mời chúng quý đồng đạo hướng về bàn thờ giữa trời chỉnh lễ ba xá. Kính mời thành viên ban trị sự và đồng đạo có vị trí quỳ thì quỳ xuống. Người đứng người quỳ chắc hôn lên sáng nhất tâm phấn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan phụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là đêm 17 tháng 5 Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 83 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Chúng con đồng nguyện cầu các đấng lên trên gia hộ cho thế giới và đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh Covid-19 được tiêu trừ, toàn thể đồng bào và nhân loại được vạn sự lành, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính mời quý vị góp hương, góp hết toàn bộ dân lên cái bàn bàn mặt giữa trời. Bởi vì xá chính giữa
và hai con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên phải Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Các ông còn phải cái gì đứng lên. Bằng chính thức cầu quốc thế gia đang đến đây đã xong, kính mời toàn thể quý vị quay vào trong thực hiện nghi thức tôn giáo. Hướng tâm về bàn thờ Ngũ Huyền Thất Tổ Xá Ba Xá. Hướng tâm về Ngô Tam Bảo và chân quy đức thầy Xá Ba Xá. Mời quý vị tay ra phía bàn công tiên. Hướng về bàn thông thiên Xá Ba Xá. Kính thưa quý vị, bàn cầu quốc thế nhân an đến đây đã viên mãn. Sau đây xin kính mời quý vị ổn định sắp xếp cho cầu để tiến hành khai mạc phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo. Xin kính mời quý đồng đạo nam á, ở bên cái hàng ghế bên đây đồng đạo nam chúng ta còn bỏ trống là thì quý đồng đạo nam chúng ta rồi mình đi sau lượt ở ngoài này cho quý vị xem nha. Ở ngoài này thì cũng còn một số nè.
số ngồi ngoài này dự tính nè. Quăng đây nha. Đó được đi. Đi xe tôi lẹ lên. Xong đi vô trong này được. Đi trong này rồi mình đào chỗ ra. Đây, mình đi từ trong ra ngoài đầy đủ hết luôn quý vị. Không sót ai. Đủ mặt hết luôn. Ngay cái cây này quý vị, thanh long màu đỏ này. Xin chào. Giờ bây giờ mình chở ra là bắt đầu mình chở vô trong trong kia lại rồi bắt đầu có người lên thuyết giảng rồi quý vị, có đồng đạo lên thuyết giảng rồi. Rất là đông luôn nhưng mà bây giờ rải rác ra nhiều à, phát tán là tới trước luôn nữa kìa, có nghĩa là không có tập trung nữa. Đông lắm. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được thông qua chương trình buổi thuyết giảng hôm nay như sau. Nói thử không có ghi tôi. Chương trình thuyết giảng gồm có 3 phần lớn. Phần thứ nhất là phần thay mặt gồm có tuyên bố lý do được thành thành tham dự những thuyết tôn giáo. Đây đầy đủ luôn quý vị. Ngồi hai bên hông luôn. Giáo hội chứng mạng của nước này. Đồng đạo những thủy tăng hồ cũng mặt luôn, nhảy tận ở trong này luôn. Phần thuyết giảng giáo lý giáo bảo cuối cùng là phần để làm đáp lời của ta tổ chức và làm lễ thông lễ. Xin lỗi, xin lỗi. Kính thưa quý lãnh đạo, chính quyền mặt trận tổ quốc Việt Nam, là khuyên đức đạo lần xa cũng hơn thắng quốc mà đã hơn 2 năm đại dịch Covid 19 hoành hành tam phương tất cả nhân loại. Việt Nam của chúng ta cũng đồng chung số phận. Từ đó hoạt động lần thứ. Rồi bây giờ quý vị thấy xe nè. Ngày xưa thì tàu đậy đậu kính phút xong. Và xe đậu kính một quốc lộ mà giờ không có tàu, bây giờ xe không. Giờ đây, dịch Covid-19 đã được đẩy lùi và có phần gắn dịu. Bây giờ khách tới rồi nè. Xe đông lắm. Chúng ta đang thích ứng với dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mở. Luôn phòng ngừa dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe. Xe một khúc nữa. Nay, lực lượng cho phép của ban công giáo chính phủ sở nội vụ thành phố Cần Thơ. Đại lễ 18 tháng 5 năm dần 2022 được ban quân sự Phật giáo Hòa Hảo các nơi tổ chức trọng thể. Kính thưa quý vị, trong không khí vui tươi phấn khởi mãi tiết đàn nghe luôn nghĩa đạo tình lời, tối nay 17 tháng 5 năm nhâm dần 2022 chúng ta tụ họp về đây tại ban quân sự Phật giáo Hòa Hảo trụ trên cây đàn tọa lạc tại ấp Vĩnh Mỹ, thị trấn Vĩnh Thạnh để tổ chức chính mừng đại lễ 18 tháng 5 2022 kỷ niệm 35 ngày Đức Trần Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Nên đại lễ này đêm nay ngày 17 tháng 5 ban trị sự trung ương Võ Pháp Tông giáo lý viên Trần Thị Hà về đây thuyết giảng cho chúng ta nghe ý nghĩa lời dạy học của đức thầy trong đề tài Phật môn tịnh độ. Đó là lý do buổi thuyết giảng hôm nay để chúng ta nhiệt liệt quan tâm. Quý vị đến tham dự buổi thuyết giảng hôm nay, bao tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu về phía địa phương, xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Long, phó trưởng ban nhân dân ấp Vĩnh Mỹ. Để chúng ta lên. Về phía ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Ba, trưởng ban chính sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Thạnh.
ông Lê Trân Thành, Phó trưởng ban nghị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Vĩnh Thạnh. Cùng các vị trị sĩ liên quan nghị sự và trên dưới khoảng 150 tín đồ về tham dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đây là lĩnh phần nghi thức tôn giáo. Kính mời quý gia hiệu qua cắt và chư quý đồng đạo đứng lên đưa trang hướng về lễ đài để làm lễ nghi thức tôn giáo. Đỉnh lễ Đức Phật Vĩnh, đỉnh lễ Đức Quỳnh Giáo Vụ, thờ nghi thức tôn giáo ở đây là tâm kính mời toàn thể quý vị an toàn. Xin giới thiệu và kính mời ông Võ Văn Văn, vị thiên liêng của miền Giáo Lý sẽ lên thành phần lập bài. Xin chân thành kính mời. Bạch định cuộc thiên cơ thảm họa sắp tràn lan, ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh công đồng đất Việt Nam này trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm truyền thông, lòng mê chi đã diệt sự nhị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời đức nước mùa lân cũng đều mãi sinh cơ nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu tác cũng hủy thành đất Việt sớm bao liệt. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư câu thường Phật pháp, vội mừng ân đức Phật lòng đã quảng đại từ bi. Em vì nỗi cảnh quốc phá gia dông, mấy thuyền cơ đã định lòng thương căn họ dưỡng cảnh đồ đau, thiên chiếc xót thương cũng sanh giảm khổ. Nghĩ lúc còn là người trong biển thục lăn lộn trốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu nhân dòng thân dị quốc, cuốn chi lai cơ màu là thấu tỏ sớm nhiều màu sơn thật che kinh. Lao dùng tấn hải dạo tóc tiên ban, cảnh an nhàn của người hiểu đạo. Vương hài vô sự giống mặt phàm tâm, cho cảm ngồi nơi luôn chỉ hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn ghen lõi xuống trốn hồng trần đã hiểu cảnh tư khen. Vì lòng từ ái chứa trăng, thương bách tính tới hồn tai họa, Phật dương đà chỉ rõ, mái diệu quyền chuyển lập hậu long quan, chọn những tấn tu hành cao phong quả, để ban cho xứng diện xứng mâu. Người đủ các thiện căn để giấu tiền đại đạo, định mâu phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảm bớt cương mang.
trên tàu đà xét định tất chúng thành công thế giới. Trong cái buổi hạ nhân này tay mê giật giục tìm đắm công biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Lúc trời đà kỷ tội xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị sơn tiên lâm phàm đổ thế. Trước ra công chú khổ sau chỉ rõ cơ hiền, khuyên kẻ thế hướng thượng quay đầu cải tà lương chánh thì mới mong như tình âm xá bước tội căn để tiếp đến long qua cầu Phật. Chúng biết rõ luật trời thưởng phạt cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiếm thiện Phật chân thương tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng thử thái bình, với đời này pháp môn bế mạc thánh đạo chân dương. Người tâm trí tối đen đời lắm ma thương thấy đúng, ta là một trong các vị hướng lời ấy. Ai hiểu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái cùng thù bác những linh hồn đã trở nên trong nhiều kiếp giúp ta nâng chạy tu hành. Lên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, có quá hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nương dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng thác khởi động, chớ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu giờ đến ngày ra trở thấy. Lên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo duy tranh dây gốc thiện nguyên cùng thầy tổ, duy dùng quyền kiểu của thiên gia độ bệnh để cho kẻ ít trăm lần nhờ được mạnh mà cảm động từ bi của phương diện thế tâm quan. Tám thiết tê chân lòng tham thống thiết và lời lành nghe thở hồ nhưng nhớ ngưng quên, nên trẻ xa xôi từ danh chẳng tới, người láng giềng tiếng cậy nhàm tay. Đến chung cùng tháng tám ta cùng đức thầy mới tá hiệu cùng đêm mượn đức Phật tiết độ gánh thiên nhân, tìm cho kẻ xa gần liền rõ biết. Hầu ăn năm trải quá lặng lành, còn kẻ chẳng tịnh tâm sao thành tội cũng chẳng trách Phật trên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lam tha thống trị phép nước nguyên mình, dân chúng như yêu thương sẽ lắm điều hiền thức. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo nào bản sắc tâm. Kiếp chốc này đây há lại tiếc thương thân phàm tục, xong vì tình phúc một tôn thân cũng ủng hộ trở ra cho xác phàm bất hậu cực hình. Và yêu ngày 18 tháng 5 năm Ngũ 1942, Nam Mô A Di Đà. Thank you.
Xin kính mời giáo viên Trần Thị Hà đề nghị chúng ta diễn đề qua linh.